Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình iOS tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Tiếp tục video này hướng dẫn các bạn khi chúng ta lấy thông tin của người đăng nhập thành công đem ra ngoài cho chúng ta hiển thị ra. Thì bây giờ chúng ta làm như sau. Thì tôi vào loại Xcode của chúng ta. Ở đây tôi tiến hành như sau. Tôi sẽ tạo một cái function. Chẳng hạn đây là load profile. Được bạn. Được nha. Trong load profile này tôi ví một cái function nhỏ nhỏ như sau. Var request 2 chấm fb sdk và tôi sử dụng với cái graph request của mình bằng cái gì đây, fb sdk graph request, và tôi mở ngoặc ra và chúng ta lấy cái đường dẫn này, được chưa bạn? Dẫn ở đây gồm có thứ nhất là graph và thứ hai là parameter của mình và cái thứ ba là request, được chưa bạn? Ba cái chúng ta ở đây, hoặc là bạn có thể sử dụng cái khác cũng được. Nếu mình sử dụng cái này thì bạn có thể dùng thằng hai tham số là thằng graph bus, thứ nhất là cái nơi mà mình truyền vào và thứ hai là parameter. Tôi xài này đi nha. Thì đây tạm thời đây là my. Sau đây là my thì tôi sẽ giải thích sau cho bạn. Tiếp tục parameter là nin. Tham số truyền vào là cái gì không thì tôi không để gì hết. Tiếp tục như vậy. Tiếp tục để xài được nó thì tôi như sau. Dùng request tôi chấm. Tôi chấm với lại star width. Được chưa bạn? Trong star width này tôi sẽ mở cái mục nhọn ra. Tôi enter hai cái. Và trong đây chúng ta có tổng cộng 3 tham số. Thứ nhất là connection để bạn kết nối. Thứ hai là về cái kết quả của chúng ta, được không bạn? Và thứ ba là về cái báo lỗi, thì bạn muốn báo lỗi gì ra thứ ở đây. 3 tham số này không thiết phải như vậy vậy nha bạn. Bạn hãy đặt tên khác cũng được, không sao hết. Rồi tiếp tục ở đây tôi tiến hành là gọi cái hàm void in. Được chưa nào? Đơn giản đúng không bạn? Tôi là if nếu có lỗi mà khác nên, nó không có lỗi bạn, đây là có lỗi đó, thì tôi sẽ tiến hành là print line lỗi ra. Đúng nào, tôi print line là lỗi đi cho đơn giản nha. Còn ngược lại else thì tôi tiến hành là green line kết quả là cái reset của tôi, đường bạn reset của tôi đây. Thì cái hàm này là hàm chúng ta lấy được cái dữ liệu của người lock in, được cho bạn. Để thử thì tôi kiểm tra như sau, tôi chạy này. Tôi chưa chạy được tại vì hiện tại là tôi chỉ biết cái hàm thôi chứ tôi chưa chạy ở đâu hết. Thì tôi sẽ chạy nó ở trong cái nơi của mình là trang là login button. Tại vì login rồi thì bạn mới tiến hành là có thông tin được, đúng không bạn? Để vô đây. Tôi save lại chạy lại lại nha bạn. Login rồi thì mới có thông tin mình xem chứ. Đúng không nào? Bấm nha bạn, login. Và hiện tại tôi ok. Thì chúng ta được những thông số như sau. ID, kết quả là ID name. Được rồi bạn. Đây là một chủ di sinh. Thì bạn muốn xử lý cái chủ di sinh này như thế nào thì bạn có thể xem lại bài của di sinh của mình ở trên trong đĩa ha. Rồi. Ở đây chúng ta vừa lấy tiến hành lấy được cái name của mình và cái ID. Tại sao như vậy? Thì bạn quay lại giùm tôi trang Facebook của mình. Bạn vào giùm tôi Tools Support. Bạn vào giùm tôi là Graph API Explorer. Được bạn. Thì mặc định khi bạn chạy như vậy thì lúc đầu nếu bạn vào như thế này bấm lại bạn Graph API Explorer, bấm lại đây một cái hoặc tôi mở trang mới cũng được. Mình nhìn là bạn mở trang mới thì rõ ràng bạn khi mình thấy là khi tôi để ra đây thôi, bỏ phần này đi, bỏ hết như đây bạn, tôi bấm submit ở đây. Thì khi submit thì bạn phải nhớ là chúng ta đang làm việc với Graph nào, thì bạn bung ra bạn chọn dùng tôi là Khoa Phạm Login thứ nhất.
nha bạn, lọc hoặc lọc in của chúng ta đây. Sau đó chúng ta tiến hành là bấm vào Submit để chúng ta kiểm tra xem mà chúng ta lấy được những cái gì ở đây. Submit, bấm này nha bạn, đứng được hai cái nội dung như thế này, được chưa nào? Nếu bạn muốn lấy thêm bất cứ cái gì đó, ví dụ tôi muốn lấy thêm một cái là email, tôi bấm Submit nữa thì tạm thời tôi không email này, nó không hiện ra, lấy cái khác nha. Ví dụ lấy một cái last name tôi đi, tôi bấm cho bạn last name chữ Conan, được không bạn? Tôi bỏ email đi, tôi lấy thêm một cái chữ nữa là chẳng hạn lấy là work đi, bấm submit. Chúng ta được khoa phạm training ở đây, được chưa bạn? Vậy đơn giản các bạn cần copy phần này, copy phần này giùm tôi, copy nó và bạn đem vào cái app của mình, bạn thay thế chỗ này giùm tôi, bắt ra tôi sao lại và tôi chạy thử ở đây. Log out ra nha bạn, log out ra, log in lại mình mới thấy được nha bạn, log in lại này. Và hình như hiện tại thì nó chưa lấy được chúng ta cái là work ra. Tôi bôi phần last name đi nha bạn, tôi chạy lại lần nữa xem có thể đổi gì không nhé. Có thể là nó chưa lưu, chúng ta tôi xem lại chắc ăn ha, tôi tắt đi. Chạy lại nào, log out ra, log out, log in lại, ok. Và hiện tại nó vẫn chưa lấy được chúng ta cái work ra. Tôi bôi phần work ở đi, tôi trở lại để xem nó được như vậy. Yên lại được nữa nào, ok, được không bạn? Vậy là chứng tỏ là cái work này chúng ta không lấy được. Tại vì sao như vậy? Tại vì chúng ta có một cái phần ở đây, bạn nhìn giùm tôi nha bạn, get token, get accept token là những cái thông số mà bạn muốn người ta được phép lấy, thì bạn phải check hết giùm tôi ở đây, thứ nhất. Thứ hai, extend mission ở đây, bạn phải check hết giùm tôi luôn thì bạn mới lấy được những cái thông số mình cần thiết, được chưa nào? Ví dụ chúng tôi không lấy word nữa, lấy một cái như là email, tôi thử có không nha. Tại vì word dính dáng một cái số quyền hạn nên nó không cho mình lấy. Gender. Bây giờ tôi thử lấy gender nha bạn, copy phần này vô gender. Rồi copy nó. Và tôi để đằng sau cái app của mình như thế này. Tôi bắt vô đây. Tôi save cho lại thử các bạn. Bấm lock out rồi lock in lại ha, in lại đây, ok, để cho bạn lấy được mail của mình. Và bạn nhớ là một số cái trường dữ liệu chúng ta không được phép đụng tay tới, tại vì đó là những thông tin bảo mật của Facebook. Tại vì phiên bản mới hiện tại Facebook là phiên bản 2.4, nó thay đổi khá nhiều so với phiên bản 1. Bản 2.4 nó bảo mật hơn chúng ta rất là nhiều. Các bạn 1.0 thì bạn có thể lấy thoải mái ra, nhưng mà khi 2.4 thì bạn bị hạn chế một số vấn đề không lấy được, được chưa nào? Vậy trước khi bạn lấy thì bạn nên test trước ở trên cái phần này của mình để mình có thể biết là mình lấy được những cái nào ra, được chưa bạn? Vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn cách chúng ta lấy được dữ liệu từ Facebook đem về. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.